Không thắng được, không được em ạ. Sao sao còn chung thế ạ? Bao nhiêu em? Trước là chỉ trừ phân, là sau cộng phân rồi. Phần này thế hôm sau bán thì cũng tùy vậy còn. Nếu mà cái tăng quá thì mình phải bán. Nhưng sau là mình phải hơn. Chứ không phải cũng nhiều hơn. Ông Bách, nghe đúng không? Có đúng không? Bây giờ tắt là bây giờ là cho... Cái mùng ở đây đấy không? Đúng rồi. À, cái này đúng không? Như này thì tắt là trước này, sau bên sau. Lâu đời nhà cũ thì mưa.